Mến chào bà con đã đến với kênh LTK Bonsai, kênh giao lưu cây kiểng trên toàn quốc. Tại dự kiểng An Bình Em hôm nay xin giới thiệu đến tất cả bà con mình một số cây kiểng đa dạng và thông dụng như mai chiếu thủy, linh sam và một số cây bằng lăng rừng và một số đầu đồng cuối clip ha bà con. Mã số 1T, cây này là cây sơ ri nha. Sơ ri này thì bonsai thuần chậu ha. Cây này có chiều cao là 35. Tổng tán như thế này là 65. Bà con mình có thể về sang chậu khác nha, sẽ làm tăng giá trị và đẹp hơn rất là nhiều ha. Tại vì do vận chuyển nên em sẽ hạn chế để chậu cho bà con mình nha. 14 gần 15 ha. Tổng hoành đế em đo ha, tổng cộng rễ luôn nha, 43. Đó, cây thuần chậu sống khỏe nha bà con. Về tiến hành sang chậu giùm em nha. Và cây này bao gồm phí ship cho bà con mình là 2 triệu 400 ngàn đồng ship tới nơi ha. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 nha. Cũng là số điện thoại Zalo hàng ngày ha. Mã số 2T, cây này là cây ổi tàu ha. Ổi tàu này có chiều cao tương đối 32. Tổng tán như thế này em đo 70 ha. Và khi đi thì em có thể ép tàn vô xíu nha để tránh gãy nhánh ha. Ổi tàu này có trái bằng đầu ngón chân và có mùi thơm nhẹ khi chín nha. Thân thì con lắc rất là đẹp. Quanh thân này là 13. Đế thì chia đều 4 mặt ha. Mã số 2T. Lưu ý nhớ mã nhớ ngày giùm em 14 tháng 11 2021 nha. Để tránh gửi sai mã cho bà con mình ha. Cây này không bao gồm chậu ship tới nơi cho bà con mình, giá 1 triệu 700 ngàn đồng nha. Đó, mã số 2T. Mã số 3T cũng là cây ổi tàu thân co lắc từ nhỏ ha. Những cây này cũng khá là già cây rồi nha bà con. Em báo chiều cao thông số 40. Tổng dài 69 nha. Đó, cây ổi tàu rất là già ha. Hiện tại cây nó cũng chuẩn bị cho trái rồi nha bà con. Nên chăm sóc không bao lâu thì cây nó sẽ vô mùa trái ha. Hoành thân em đo tại đây nha, 13. Cây nào cũng khá là lực nha bà con. Thân hơi nhỏ nhưng mà khá là lực và lắc lượng ha. Và cây này bao gồm phí ship cho bà con mình cũng đồng giá là 1 triệu 700 ngàn đồng cho mã số 3T. Không bao gồm chậu nha. Và khi đi thì em đắp theo bột dừa và tưới Atonet cho cây nó dưỡng ha. Rồi cây mã số 4T, đây là mai chiếu thủy dòng trung nu ha. Cây khá lớn nha. Cao em báo là 77. Tổng tán ngang như thế này em đo nha, 60. Thân trung nu là thân nu ở thân nha. Đó, hoa thì màu trắng ha, mùi thơm nhẹ rất là dễ chịu nha. Đây, thân này em đo ha. Cái này hơi khó đo xíu nha. Đây. Tổng như thế này tại vị trí này là 21 nha. Phần nu ở đây ha, khá là đẹp ha. Và cây này bao gồm phí ship cho bà con mình ship tới nơi ha, mã số 4T, giá 1 triệu 100 ngàn đồng bao phí ship ha. Mã số 5T cũng là dòng mai chú thủy trung nu luôn nha. Đó. Chi tán thì người ta cũng chia đều cho mình hết rồi ha. 58 là ngang. Ủa 58 là cao nha, 60 là ngang ha. Đó, cây mà khi vận chuyển qua do quá nhiều hàng nên cây nó sẽ có thể gãy một vài nhánh nhỏ, mong bà con mình thông cảm giùm em nha. Ở đây thì tụi em cũng đã đóng hàng rất là kỹ lưỡng cho bà con mình rồi ha. 18 là hoành thân nha. Đó, cây thuần bầu sống khỏe nha bà con. 750 ngàn, mã số 5T nha. Số điện thoại liên hệ là 0939700449 nha. Cây thuần chậu nha. Rồi cây mã số này là cây 245 thân trung nu 6T. Cao tương đối 47. Tổng ngang như thế này là 55. Cây hiện tại đang cho hoa khá là nhiều nha. Và rộ ha. Và khi vận chuyển thì có thể bị rụng nha. 5 thân. Em thông một thân đại diện ha. Thân đại diện đây dễ đo hơn nha. Những thân kia thì có thể lớn hơn ha. Đây 8 gần 9 nha bà con. 600 ngàn đồng bao phí ship cho mã số 6T nha. Bà con mình hợp nhãn cây nào ha thì cứ việc alo về số điện thoại của em để đặt hàng nha. Cây này có chiều cao tương đối ha, 64. Tổng tán như thế này là 47 nha bà con. Dòng này rồi cũng dòng trung nu luôn nha, toàn bộ là trung nu ha. Báo trước với bà con mình hiện tại là cây đang cho nụ nha. Đây, em đo tại chỗ này ha, là 16 nha. Một bệ đế ha, mã số 7T. Giá bao phí ship của cây này ha, em báo với mình là 750 ngàn. Những cây này thì phí nó hơi cao nha. Rồi cây này có chiều cao tương đối là 56 ha. 44 là tổng tán ngang nha. Mai chiếu thủy này có mùi hương nhẹ ha, rất là dễ chịu nha bà con. Thuần chậu nên bà con mình về có thể ép chậu bình thường ha. Tại vì cái chậu này thì rễ nó đã ăn hết rồi nha. Tổng 28 ha. Đây, có cái một cái vết tróc da do vận chuyển nha. 550 ngàn đồng, mã số 8T. Tất cả các mặt hàng em đều bao phí ship cho bà con mình nha. Về thì được gỡ ra kiểm tra hàng trước khi thanh toán ha. Và cây này có chiều cao là 46 nha. Tổng tán như thế này là 49 ha.
em đo là tại vị trí lớn nhất không đó nha bà con. Lưu ý nhớ thông số trên YouTube em đo giùm em nha. Do quay cận nên cây bà con mình sẽ thấy lớn ha, nhưng thông số không có thể khống được nha. Như thế này là 20 nha. Bề đê 4 thân, 500 ngàn đồng cho mã số 9T nha. Đó, những cây này thì hoa nở rộ, em báo trước với bà con mình là sẽ rụng khi vận chuyển ha. 49 là cao. Tổng tán như thế này là 50 nha. Có cái nào không rõ thì liên hệ Zalo em chụp hình gửi lại cho bà con mình nha bà con. Đây, cây này thì 5 thân ha. Một thân này nha. Một thân này là 8 ha. Bên đây thì có thể lớn hơn nha. Và giá của cây này em bao gồm phí cho bà con mình 550 ngàn, mã số 10T. Giá tụi em bao gồm phí ship ha. Và bà con mình tới nơi chỉ cần thanh toán đúng số tiền mà thỏa thuận với shop thôi nha. Mã số 11T. Cây này có chiều cao là 42, ngang là 37 nha. Cây này là 2 thân ha. Mình có thể trồng thành một cái cụm rừng lớn nha. Quanh thân đại diện là 7 ha. Mã số 11T giá 400 ngàn đồng nha. Và bà con mình lấy số lượng thì em có thể giảm lại cho bà con mình ha. Cây này 3 thân. Cây này có chiều cao là 40. Tổng tán ngang em đo cũng là 40 nha. 12T. Hoa mai chiếu thủy ha. Rồi một thân đại diện lớn nhất ở tại chính giữa nha. Đó, như thế này là 7 nha bà con. Và giá cây này là 400 ngàn đồng cho mã số 12T nha. Toàn bộ cây đề đều thuần chậu nha. Không có cây nào bứng hết ha. Cây này qua thân lớn nhỏ nha. Cũng là 400 ngàn đồng cho mã số 13T ha. 40 là cao nha. Ngang đó là 42. Và bà con mình lưu ý nhớ mã nhớ ngày giùm em nha. Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 11 2021 ha. Để tránh gửi sai cây so với những clip trước nha. 7 là hình thân đại diện nha. Và giá 400 ngàn đồng bao phí ship cho cây 13T ha. Những clip trước thì cây em cũng đã giao lưu hết rồi nha. Bà con mình lưu ý cái thời lượng phát sóng của em ha. Cây này là cây sam đao, điểm thân co lắc và thân khá lớn ha. Cây này có chiều cao là 43. Tổng tán ngang em đo lớn ha, 49. Đối với những cây bonsai này sợ gãy nhánh nên em khi đi sẽ ép tàn nha. Lưu ý nhớ giùm em. Ở đây là 19 thân nha. Đây, thôi, đế này khỏi đo đo không được. 14T, nhưng mà phần ở dưới thì khá lớn nha. Bao gồm phí ship cho bà con mình thì cây này giá 1,2 triệu nha. 14T. Bà con mình về sang cái chậu kiểu khoảng 100 ngoài nữa là cây nó sẽ tăng giá trị và đẹp lên rất là nhiều ha. Cây đao điểm này có chiều cao là 53. Tổng tán như thế này cũng là 53 luôn nha bà con. Cốt cành ha bà con mình dòm kỹ giùm em nha. Quanh thân eo nha, 19. Quanh thân chỗ này là 28. 15T, 1,3 triệu đồng bao phí ship toàn quốc ha. Những cây này thuần chậu khá là lâu năm rồi nè. Khi vận chuyển thì nó cũng sẽ rất là khỏe nha. Cây này có chiều cao tương đối, 38. Cây này có thể cho ra hai màu trắng và tím nha bà con. 39 là tổng tán ngang nha. Ở phần ở bên đây thì lá nó hơi nhỏ, còn phần bên đây là lá nó hơi lớn của trắng phớt hồng ha. Có thể là ghép nha bà con. Có sam báo vậy ha. 16 là hoành thân của cây nha. Đó, và cây này giá bao phí ship cho bà con mình là 800 ngàn đồng cho mã số 16T ha. Và lưu ý dòm dưới mô tả giùm em nha. Có số điện thoại của em ở đó để liên hệ ha. 0939700449 đó nha bà con. Và cây này có chiều cao là 39. 40 là tổng tán ngang nha. Đúng rồi, cao 39. Mã số 17T. Cây này người ta uống bonsai cho mình hết trơn rồi. Và hiện tại cây đang trong quá trình cho lại hoa nha. 17, 16 nha. 16 là hoành thân của cây ha. 900 ngàn đồng đó là giá của cây 17T. Bà con nào hợp nhãn giao lưu cây nào thì cứ liên hệ về số điện thoại đó của em ha. Đây, cây đao điểm mã số 18T. 32 là cao. Tổng tán như thế này là 39 nha. Tất cả các cây đều có dáng và chỉnh bonsai rất là đẹp. 18T. Rồi. 20 là chỗ này em đo nha. Bà con mình lưu ý ha. Kích thước em đo chỗ nào thì bà con mình lưu ý giùm em nha. 18T. Giá cây này em bao gồm phí ship cho bà con mình là 800 ngàn đồng ha. Đao điểm nha bà con. Sam song huynh mã số 19T. Đó, song huynh này thân khá lớn nha. Tàn thì cũng khá ấm rồi. 66 là tổng cái tán dài nhất ha. Đây, hiện tại cây đang cho lại hoa nha bà con. Thân em đo chỗ này nha. Chỗ này là 19 ha. Tổng phần dưới đây em đo là 26. Đó, phần dưới đây em đo gì nha bà con. Đó, bà con dòm vàng tàn dùm em nha.
Đây, mã số 19T Samsung Hinh hoa màu tím. Giá bao gồm phí cho bà con mình là 1.200.000 đồng nha. Đó, trồng kết hợp hòn đông bộ ha, thả dáng xuống hoặc là các cái chậu kiểu lỗ chí thâm rồi ha. Cây mã số 20T. Linh sam này cũng rất là dễ để hoa nha bà con. Bà con mình cuôn tàn nó cũng có hoa lại nha, hoặc là xiết nước cho cây si vài ngày là bắt đầu tưới nước lại nó sẽ cho hoa rộ ha. 59 là tổng tán dài nha. Rộng em đo cho bà con mình tham khảo là 37 ha. Thân khá là lực luôn, để em đo cho bà con mình luôn nè. Đây, 28. Và quanh thân tại vị trí này em đo 19 nha. Đó, Samsung Hinh nha, lưu ý giùm em ha. Tàn nha. Mã số 20T, giá cũng 1.200.000 đồng nha. Bao phí ship toàn quốc ha. Rồi cây 21T. Hồng Ngọc Mai còn gọi cái tên khác là Sơ Ri Thái ha. Dòng này mini nhưng mà được chơi khá là rộng rãi nha. Đây, 20 là cao. Tổng tán ngang em đo 16. Hoành cũ nha. Cũ như đế, hoành đế. Đế tổng như thế này xiết 16. Rồi cái này giá 450.000 nha. Và bà con mình nào chốt số lượng thì em có thể giảm giá lại cho bà con mình ha. Mã số 22T, Hồng Ngọc Mai luôn nha. Cây này thì giá 500.000 ha. Cao 22. Tổng tán 20 nha. Đây hiện tại hoa lên rộ ha. Và do vận chuyển hầm cây nên hoa và lá có thể rụng trong quá trình vận chuyển nha bà con, lưu ý giùm em. Và quanh thân này 13. 500.000 đồng bao phí ship cho cây 22T nha. Hồng Ngọc Mai ha. Rồi cái này 450.000 do tàn hơi yếu, 20 là cao. Tàn của nó 15. Những cây này thuần chậu nên phát triển khá là mạnh nha. Nên bà con mình chăm sóc không bao lâu thì cây nó sẽ khá là lớn. 14 là hoành thân tổng, 23T 450.000. Hồng Ngọc Mai. 24T, hoa của nó cũng có mùi thơm nhẹ nha bà con. 23 là cao nha. Tổng tán ngang em đo tại vị trí này là 16. Trái của nó giống như là cái trái chuỗi ngọc vậy đó ha bà con. Khi chín thì đỏ đỏ ha, rất là dễ thương luôn. Đây, tổng đế như thế này em đo 20 nha. Đó, và cây này bao gồm phí ship cho bà con mình giá 450.000 nha. 24T. Đến với mã số 25T thì em về cái dòng bằng lăng rừng mini nha. Bằng lăng rừng mini này đang đâm chồi nha bà con. 30 là cao ha. Đó, hiện tại tưới nước giữ ẩm thì giữ ẩm lên toàn thân giùm em nha. Do dáng lật nên hàng lũa nha bà con. Đây, tổng như thế này em tính 60 cho bà con mình ha. Lũa luồn luồn trong đây luôn nha. Và giá bao gồm phí ship cho bà con mình là 900.000 đồng cây này ha. Bằng lăng rừng nha. Bà con mình có thể ghép tường vi để làm tăng giá trị của cây thêm ha. Mã số 26T, cây này có chiều cao là 37 và chồi không thể mọc ở những cái vết lũa này nha bà con, lưu ý nhớ giùm em ha. Đây, em đo tổng bệ cho bà con mình tham khảo nha. Tổng bệ như thế này là 68 ha. Đó, và cây này thì có giá 1.000.000 đồng nha, bằng lăng rừng ha. Hàng này hàng khe thác nha bà con. Đó, và cây này đâm chồi khỏe mạnh rồi nè. Đó, mình chăm không bao lâu thì cây nó sẽ cho chồi gì nè, mà một năm nó sẽ cho hoa một lần nha. Cao là 29 ha. Đó, chồi sẽ mọc xung quanh nha, trừ những cái vết lũa này ra. Lũa này thì sành rồi ha. Đây, tổng như thế này em đo cho bà con mình nha, 75. Và cái này giá thì 900.000 đồng luôn nha. Sống khỏe rồi ha, bà con mình về thì sang chậu thì tránh động bầu giùm em nha. Tại vì bầu em gồm tới hai lớp lần. Bà con mình cứ gỡ cái phần băng keo ra, rồi cứ lên chậu bình thường. Phần phía trong này bao từ từ nó sẽ phân hủy nha bà con. Cây này có chiều cao là 48, cũng là hàng bằng lăng rừng nha. Hàng này hàng lá nhỏ ha. Đó, cây nào cũng có lũa nha. Đây, tổng đế gì em đo cho bà con mình báo thông số chính xác là 67 nha. Rồi, cây này cũng có giá là 1.000.000 đồng bao gồm phí ship cho bà con mình ha. Đây là cục đá núi nha. Rồi, cây bằng lăng rừng mã số 29T. Cây này khá lớn nha. Đó, em báo chiều cao cho bà con mình tham khảo là 58. Bà con mình giữ ẩm thì giữ ẩm lên toàn thân giùm em nha, cho thân nó hút ha. Hút nước nó giữ ẩm nó sẽ đâm chồi nhanh nha. Và tổng đế như vậy em đo nè, 96 ha. Đó, thân thì cũng có nu ha. Lũa nha bà con, 1.300.000 đồng bao phí ship cho mã số 29T ha. Bằng lăng rừng, bà con mình có thể về ghép tường vi nha. Ủa cái miếng kia rồi. Đây, đến cái mã này là sông trầm đồng nha bà con. Sông trồng đồ đồng nha. Em báo chiều cao cho bà con mình ha. 16. Đây, có cái đế để lên ha. Đó. Đó, rất là sang trọng nha. Nhưng mà sông trầm này đốt, sông trầm này trong mùa dịch thì rất là tốt ha. Đây,
phía trong nha, phía dưới nha. Tất cả các hoa văn thì rất là sắc nét nha. Đó, đây mã này em bao gồm phí ship cho bà con mình tới nơi là 1.600.000 đồng cho mã số 30T. Còn cân nặng thì chưa lấy cân kịp thì nửa xíu nữa em đo rồi bà con mình trọng lượng thì em hỗ trợ sao ha. Cân luôn hả? Rồi em cân luôn nha. Đây 1,1 kg gần 1,2 kg nha bà con. Là khi ship thì em cũng sẽ ship nguyên cái này cho bà con mình luôn nha. Đó dòm kỹ giùm em ha. Đó cái này là cái sông trầm nha. Rồi bộ tam đa phước lộc thọ nha bà con. Đó ba ông này rất là có duyên ha, nhìn ông nào cũng đầy phúc hết. Đó phía dưới nha, hiện tại đồng này em báo khoảng 10 mấy đến 20 năm nha, 23 là chiều cao tổng ba ông ha. Đây đây đo tổng dưới chân nha, tổng dưới chân như thế này là 35 nha bà con, chắc có thể ba ông đều tương đối như nhau ha. Em đo ha, em đo cái trọng lượng, cân cái trọng lượng cho bà con mình coi một cái này nha. Đó 1,8 kg. Đó như thế này thì 3.500.000 đồng bao phí ship cho mã 31T nha. Đó rất là nặng luôn ha. Rồi tới cái này là 32T con ngựa nha. Cái này em có đủ 12 con giáp ha. Tí sửu dần mẹo thình tiện ngô mùi thân dậu tuất hợi nha. Trọng lượng của con này là 2,2 kg gần 2, cái này 2,2 kg gần 2,3 kg ha. Bây giờ em báo thông số cho bà con mình nha. Cao từ đầu ngựa xuống tới đây là 19 nha. Đó. Ở dưới phần ở dưới đây thì là phong thủy giữ tiền. Rồi, rất là nặng luôn. Và cái này ai thích hợp tuổi con ngựa thì đáng sưu tầm về ha. Và 32T 1.400.000 đồng bao gồm phí ship cho bà con mình ha. Đồ đồng nha bà con. Rồi đây là con gà cuối clip của em ngày hôm nay nha. Trọng lượng của nó là 2,4 kg ha. Đây chiều cao của nó là 21. Dòm con nào con nấy người ta cũng chạm rất là sắc nét và có hồn nha. Và con nào cũng có phong thủy giữ tiền đem may mắn về cho gia chủ hết ha. Đây phần phía dưới nè, bà con mình dòm kỹ giùm em. Và cần đo gì thêm thì báo em nha. Đó 2,4 kg nha bà con. Con gà này giá 1.400.000 đồng bao gồm phí ship ha. Cũng là con cuối clip và thì em gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bà con mình trên mọi miền Tổ quốc đã luôn ủng hộ shop em. Xin chân thành cảm ơn ạ.